Được xây dựng từ năm 1933, khu nhà nghỉ Binabura nằm trong khuôn viên công viên quốc gia Lamington ở bang Queensland và là một phần trong khu bảo tồn rừng nhiệt đới phía đông của Australia, được xếp hạng di sản thế giới. Đám cháy rừng đã hủy hoại nhiều phòng của khu nhà nghỉ này. Các đám cháy ở bang Queensland và New South Wales bùng phát từ hôm 6 tháng 9 và phần lớn chưa được kiểm soát, đã thiêu rụi hơn 56.000 hecta rừng, 21 ngôi nhà và nhiều tài sản. Tuy nhiên, rất may vụ cháy không gây ra thiệt hại về người. Cho tới nay, chỉ có một lính cứu hỏa bị thương nghiêm trọng khi đang làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, nhà chức trách Australia dự báo sẽ có thêm nhiều thiệt hại do các đám cháy vẫn đang lan rộng. Giới chức Queensland cũng cho rằng đây là sự khởi đầu mùa cháy rừng tàn khốc nhất lịch sử. Hiện lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực kiểm soát các đám cháy, song gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết khô nóng và gió mạnh.